còn đồng phải thổ cơm keo nha nè, mới hè thổ phơi nắng lên sợ cánh hết rồi. Tiếng thôi hụt lỡ nha nè, lúc một hụt lúc hụt nha nè. Thì con này nó chưa có bắt bối, nhưng mà cái độ đi tập đi giọt á nó lì quá rồi, giờ để chỉ có chim nhập vào là nó bắt thôi. Anh em xem bộ cườm nè, những cái con cườm keo á không, nó khó tránh khỏi cái đeo, nó hơi bị chày hoặc là bị gọi là bơ đeo lúc còn bầu lắm nha anh em. Con này hầu bầu con bị một chút xíu nè, chút xíu ở bên phía bên phải á đó, nhưng mà không nên nổi đấy, bị sơ thôi. Đây là nó thấy một con ở dưới đất đó nha nè, mình đang bỏ một con ở dưới đất á, nó đang ăn dưới đất đây nè, nó nhìn xuống thấy á nha nè. Chứ con này thì nó cũng còn nhát chứ không, chưa phải dạng. Tiếng con này thì thôi, nếu mà anh em đi nhứ hay là anh em đỡ ở nhà siêu tầm cườm keo anh em chơi á, hoặc là sau này anh em mà có máy anh em ghép gì đó đỡ bao tôm á, thì thôi âm dặm con chim này thì chung dùng cái từ là hay. Còn tiếng gù nó là lật nha anh em, và cộng một cái nữa là hụt lỡ. Đa số nó giống hụt là nhiều, mình bỏ trong nhà mình á nó giống cái tiếng nghe ác lắm nha nè. Đây là cặp chân nó nè anh em, hồi nãy mình phơi nắng nhiều quá nó có róc, nó mơ thẻ bộ cánh đây nè. Rồi chút nữa mình sờ lòng vào một con cù mồi, con mồi đất cho anh em nghe nó gu. Mình xách lên nè, giờ này nó thấy nha nè. Ủa anh em nghe, tiếng nó thấu lên lật nha nè, cường tuyệt vời. Nó cứ mọc hay hơi là thôi, vì ngày mai là mình cho nó đi chơi, đi kèm với một con nem gục của mình đi chơi 2 ngày, nên mình cho nó cứ vài chàng thôi. Tiếng tuyệt vời nè, từ tiếng hay đến một cườm ác nha nè. Giống là thổ nhiều, nhưng mà nó gù là lại quay đồng một tí nha nè. Chung cắn đều mặt nó to này dài nha nè, to này dài mà nó đã cơm keo rồi mà nó đóng một cái căn cổ rất là dài nha nè. Đang lên và mình chính thức mình đỡ mã số luôn nha nè, thì mấy bài trước mình đang chơi thôi, mình chưa có đỡ mã số. Con
này nó có một cái hay là nó nghe chim văng văng á, là nó rước liền nha anh em, nó đổ gu liền. Nết con chim này nó làm mình bỏ trong nhà khi mà nó rất là siêng ghế nha anh em. Cơm nó tận đến đâu dở sợ nha anh em. Mà ly nha anh em, đặc biệt đất ly sẽ đi là móc là nó chơi thôi, điều giờ nó chơi nó chạm bối và nó bắt thôi. Cho gần nước vậy anh em ạ. Thôi nhà đẹp mình đã phiêu và ngày mai mình đi rồi, đi nhứ nó cho nó đi rồi nên là mình cho nó gu bằng vô ra thôi. Con này thì mình nuôi rất là kỹ, thì thích thì mình bỏ lồng nhứ, còn không là mình vừa là mình sang vào trong